Ở bài 11 này thì chúng ta cho một cái hàm là hàm bậc 3 và Ừ. tìm m để hàm số đồng biến khoảng 0,3, thì có các đáp án như vậy đó. Thì các em, nếu các em có thời gian thì các em cứ việc lấy đáp án em thay vào rồi em sẽ bấm ra cũng được em ha, nhưng mà thầy nghĩ là các em giải trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn nhiều đó. Chúng ta tính y phẩy đúng không, thì nó nói đồng biến nghịch biến thì chúng ta tính y phẩy trừ x bình cộng 2 lần m trừ 1 x cộng m cộng cộng 3. Rồi đây là một cái tam thức bậc 2 đúng không, tam thức bậc 2 a của nó là bằng mấy? Đây là tam thức bậc 2 với cái hệ số a nó bằng trừ 1. Như vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị delta, delta phẩy luôn nha, bằng m trừ 1 tất cả bình, mà trừ trừ là cộng, cộng 4 lần không có 4 rồi xơi. Chỗ này chúng ta giải ra m bình trừ trừ mấy m, trừ m đúng không, cộng 4 thì này bảo đảm là lớn không với mọi m, có nghĩa là phương trình y phẩy bằng không nó luôn có gì, luôn có hai nghiệm phân biệt x1 x2, ở đây quy ước lên x1 nhỏ x2 với mọi m bảng biến thiên liền. Nhớ là a của mình là gì, a của mình bằng trừ 1, vậy là miền cộng vô cùng thì mang dấu hệ số a là chỗ này là trừ, qua đây là cộng, qua đây là trừ, vậy là đồ thị mình đi xuống đi lên và đi đi xuống thế này. Như vậy thì bây giờ em đặt cái số 0 số 3 là vô vị trí nào thì nó sẽ đồng biến. Thì em nhìn vô đây em chỉ có nước đặt vô chỗ này thôi đúng không? Số 0 nằm đây và số 3 bắt buộc phải nằm đây thôi. Thì khúc này chiếu xuống nó đồng biến nè. Hàm số đồng biến trên cái khoảng 0,3 khi và chỉ khi x1 nó sẽ nhỏ hơn 0, nhỏ hơn 3, nhỏ hơn x2. Và em cho thêm đây dấu bằng vô nha, tại vì bằng vẫn được. Vậy đây. Rồi từ đây em sẽ giải ra. Thì cái điều kiện là gì? Thì nếu mà gớt ngay vị trí này á thì cái y phẩy không này nè, nó phải là điều kiện này là y phẩy tại số 0 nè, nó phải là số lớn bằng 0 đúng không? Và y phẩy tại số 3 lớn bằng 0. Tổng tổng quát á, cái trường hợp mà một cái biểu thức a đây nó bằng ax bình cộng bx cộng c đúng không, ở đây alpha là một cái số thực, alpha thuộc r, thì người ta nói là gì, cái điều kiện mà để cho cái alpha nó chui vô giữa hai nghiệm á, x1 x2 á mà có dấu bằng luôn á, thì khi và chỉ khi là gì, cái a nhân cho cái f của alpha này là phải nhỏ bằng không, a và f alpha là trái dấu thôi, trái dấu. Mà a ở đây, a của mình ở đây là số âm, do đó bắt buộc là muốn đồng biến thì là cái f f không này nó phải là số dương, rồi f 3 phải là số dương thì mới được nha. Đó đó là điều kiện. Rồi chúng ta giải điều kiện này ra, f không, f phẩy không nha, f phẩy không, f phẩy không thế vô, không 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 thế vô, nó còn m cộng 3, m cộng 3 lớn bằng không. Còn trường hợp là bằng 3 thì là trừ 9, trừ 9 chỗ này nó ra là 6m trừ 6 cộng 6m trừ 6 cộng cho m cộng 3 lớn bằng không. Rồi ta giải ra đi, m ở đây lớn hơn bằng trừ 3, còn ở dưới đây là giải nhanh luôn nha, ở nhanh cái nào cũng m phải lớn hơn bằng chia 7 nha, 12 là 12 phần 7. Như vậy là giao lại thì chúng ta sẽ được là m của mình sẽ lớn hơn 12 phần 7 đó, đáp án của mình sẽ là B, đúng không? B rất là nhanh đấy, đúng không? B.
Câu 13. Bất phương trình này mà người ta kêu là nghiệm đúng với mỗi x, tức là x nào vô đây cũng đúng á nha. Thì đầu tiên là mình giải như sau, điều kiện thì x bình cộng 1 là luôn luôn dương rồi, như vậy là điều kiện của mình sẽ là ax bình cộng 4x cộng a phải lớn hơn 0 với mỗi x. Đây là một cái bất phương trình bậc 2, chưa phải là bậc 2 nha, tại cái a này còn có khả năng bằng 0. Nhưng mà nó đòi luôn luôn dương, như vậy là cái bảng xét dấu của nó phải như thế này. Ở đây là cộng vô cùng, ở đây là trừ vô cùng, ở đây là x, ở đây là vế trái. Như vậy nó đòi là phải là mang dấu gì? Dấu cộng. Dấu cộng nha. Dấu cộng. Đó. Như vậy thì cái điều kiện của này là mình sẽ nhớ là điều kiện tương đương của nó là cái hệ số á, hệ số A này nó phải là số dương. Đó. Và toàn bộ từ trừ vô cùng tới tới cộng vô cùng nè thì cái không có nghiệm x, tức là cái delta phẩy nó phải nhỏ không, không được quyền bằng không nha, tại với mỗi x mà dương hẳn mà, vì là a dương. Và chỗ này là 4 trừ cho a bình số âm, giải ra a dương. Và chỗ này là các em xác dấu là nó sẽ là hai trường hợp, trường hợp là a nhỏ trừ 2 và a lớn 2. Rồi chúng ta giao lại thì chúng ta được a lớn 2. Đây là cái điều kiện để cái của lóc này nè luôn luôn lớn không với mỗi x. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu xử lý tới phương trình sau nha. Phương trình sau. Bất phương trình sau sẽ tương đương. Tương đương cái gì? Đầu tiên là số 1 ta tích vô trong đây luôn nha, giờ log cơ số 3 của 3 lần x bình cộng 1 sẽ lớn bằng log cơ số 3 của ax bình cộng 4x cộng a. Này phải đúng với mọi x. Chúng ta rút bỏ log đi. 3 lần x bình cộng 1 sẽ lớn bằng là ax bình cộng 4x cộng a. Điều này là đúng với mọi x. Chuyển bây giờ trong phương trình bậc 2, tức là 3 trừ a tất cả x bình trừ 4x cộng 3 trừ a sẽ lớn bằng 0 với mỗi. Thì các em nhớ trường hợp dưới đây là nó có thêm cái dấu bằng 0 đây nha, cái dấu bằng 0 nữa. Và đúng với mỗi x, tức là nó chấp nhận là những cái x mà làm cho với tay trái này nó bằng 0. Nhớ này, nó khác với cái điều kiện, như điều kiện lớn hẳn không. Vì là đợt chỗ này á làm khoảng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có hai trường hợp, đó là 3 trừ a nè phải là số dương, và cái delta phẩy thì nó phải là nhỏ hơn bằng không, có dấu bằng không nha. Ở đây giải ra là a là số nhỏ hơn 3, nhỏ hơn 3. Còn vị trí này nó là 4 trừ ac, 3 trừ a, 3 trừ a nhỏ hơn không, a nhỏ hơn 3. Khoảng thứ nhất là a nhỏ bằng hoặc là a lớn bằng, ở đây là a cộng b cộng c bằng 0 thì một nghiệm nó bằng 1, một nghiệm nó bằng 5, vậy là nhỏ hơn nhỏ, lớn hơn lớn. Như vậy chúng ta giao thử này. Ở đây nó có những cái số là 1 đây, 3 đây, 5 đây. Thì cái cây đầu tiên á là nó lấy nhỏ hơn 3, lớn hơn 3 là bỏ. Còn cây thứ hai là lấy như thế này, bỏ giữa. Thấy là a sẽ nhỏ hơn bằng 1. Đây là một cái kết quả. Nhưng mà em sẽ thấy nè, như vậy là với a nhỏ hơn bằng 1 thì cái phương trình sau này nè đúng với mọi x, nhưng mà cái điều kiện của mình là a lớn hơn 2. Như vậy thì chỗ này là tóm lại chỗ cái bất phương trình á thì chúng ta sẽ được a nhỏ bằng 1, còn chỗ điều kiện là a sẽ lớn hơn 2, và này là vô nghiệm. Vậy không có giá trị tham số a nào thỏa yêu cầu bài toán. Như vậy là chúng ta coi có đáp án không. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án C. C.
tạm biệt các em.